Danh sách trình diễn của Blackpink tại Việt Nam chỉ có 13 bài, người hâm mộ bị sốc. Sáng ngày 4 tháng 7, mạng xã hội đã chia sẻ thông tin về danh sách các ca khúc của Blackpink được cấp phép biểu diễn tại Pompeii World Tour trong 2 ngày 29 và 30 tháng 7 sắp tới. Theo An ninh Thủ đô, nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật theo danh sách được Sở Văn hóa và Thể thao Du lịch cấp phép gồm 13 bài: Do 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 Do, Shut Down, Type of Girl, Pretty Service, Stay, Playing with Fire, Whistle, As If It's Your Last, Love Seeker, Don't Know What to Do, Forever Young, Kiss and Makeup, Ice Cream. Theo lịch trình chuẩn bị cho Pompeii World Tour diễn ra từ tháng 10 năm 2022 cho đến show diễn gần nhất, thông thường Blackpink sẽ trình diễn trong mỗi đêm nhạc từ 22 cho đến 24 ca khúc. Danh sách được cấp phép biểu diễn không có nhiều bản hit lớn của Blackpink như Pink Venom, Tally, How You Like That, Cutest Love. Bên cạnh đó, danh sách trên cũng không có các ca khúc solo của 4 thành viên, vốn được kết hợp để tạo nên một chương trình riêng để các thành viên diễn solo trong kịch bản thông thường. Flower của Jisoo, Money của Lisa, On The Ground và Gun của Rose, USB của Jennie. Với việc chỉ có 13 ca khúc được cấp phép biểu diễn, người hâm mộ Blackpink và khán giả chuẩn bị mua vé cũng không khỏi hoang mang. Như vậy, chương trình chỉ kéo dài 1 tiếng thôi sao, bằng khoảng 1/2 show tiêu chuẩn. Mấy bản hit lớn khác thấy thiếu nhiều lắm luôn á. Hy vọng có nhầm lẫn gì đó chứ sao chỉ có 13 bài được.